Bí quyết làm, sạch sản dịch sau sinh vài ngày chỉ bằng rau ngót. Các mẹ thân mến, hầu hết sản phụ đều bị chảy máu sau sinh, hay còn được gọi là sản dịch. Thông thường quá trình này sẽ kéo dài 26 tuần, tùy theo co địa của mỗi người. Sở dĩ có hiện tượng sản dịch này là do trước khi sinh. Tử cung của người mẹ phải mở ra để em bé chào đời. Và sau sinh khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Tử cung bắt đầu quá trình hồi phục dần. Lúc này, lớp niêm mạc trong tử cung sẽ bị hoại tử và sơ hóa. Chúng bong ra lẫn với những cục máu đông. Chất nhảy thoát ra ngoài gọi là sản dịch. Khi hết sản dịch, cũng là lúc tử cung người mẹ trở về trạng, thái như ban đầu. Dấu hiệu để nhận biết sản dịch bình thường là trong 3 đến 4 ngày đầu sau sinh, sản dịch có màu đỏ. Sau đó sẽ nhạt, dần và hết hẳn sau khoảng 1 tháng đến 45 ngày. Với nhiều mẹ sau sinh, bên cạnh chịu đựng những cơn đau do quá trình vượt cát, việc phải chịu đựng sản dịch kéo dài cũng khiến các mẹ vô cùng ức chế. Và vì thế để tống sạch sản dịch ra ngoài khỏi cơ. Thể một cách nhanh chóng, nhiều mẹ đã truyền tay nhau bí quyết làm sạch sản dịch sau sinh bằng cách sử dụng bài thuốc từ rau ngót. Tôi rất hiệu quả và an toàn như sau. Rau ngót tôi mua về ngâm muối, rửa thật kỹ dưới vòi nước sạch và để ráo nước. Tiếp đến mẹ cho vào cối xay sinh tố. Thêm vào chút muối và ít nước xay nhuyễn, rồi uống mỗi ngày một cốc. Mẹ chịu khổ uống 35 ngày sẽ tống sạch sản dịch. Chị sát nhau giúp tử cung có bóc, Nhanh hồi phục về trạng thái ban đầu. Nếu như không uống được nước rau ngót tươi, các mẹ có thể nấu rau ngót lên lấy nước uống. Hoặc nấu canh ăn hàng ngày cũng vô cùng đơn giản. Cách này cũng sẽ giúp hết sản dịch, nhưng sẽ không nhanh bằng việc uống nước rau ngót tươi. Ngoài ra thì theo đông y, rau ngót rất giàu vitamin C và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Ăn loại rau này thường xuyên sẽ giúp sản phụ nhanh hết sản dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể, tăng ham muốn cũng như lượng sữa cho con bú. Tuy nhiên thì, trong khi sử dụng bí quyết làm sạch sản, dịch sau sinh này, nếu trong quá trình ăn hay uống rau ngót, lượng sản dịch vẫn không hết và kéo dài kéo dài, kéo theo các triệu chứng sau, thì các mẹ cần gặp bác sĩ ngay để được thăm khám và kiểm tra. Thứ nhất là sản dịch có màu đỏ tươi hoặc màu trắng, có mùi hôi và thỉnh thoảng lẫn với cục máu tươi. Tiếp đến là lượng máu da, oạt có thể dẫn tới băng huyết, không thấy sản dịch học ra rất ít. Chỉ một vài ngày là hết. Sản dịch kéo dài hơn 30 ngày đi kèm theo sốt. Đau bụng dữ dội. Khi thấy các biểu hiện như vậy, mẹ cần phải lưu ý và đến các cơ sở y tế để thăm khám và kiểm tra. Ngoài ra thì sau sinh, mẹ nên dùng băng vệ sinh thông thường. Tránh dùng băng vệ sinh dạng tăm pan, Và nhớ thay thường xuyên và cách nhau 4 tiếng. Trên một lần. Đồng thời các mẹ cũng cần ghi nhớ các vấn đề khác. Để bí quyết làm sạch sản dịch sau sinh phát huy. Tác dụng đó là các mẹ sau khi sinh. Dù sinh mổ lẫn sinh thường, thì nên siêng đi lại vận động. Tránh nằm nhiều một chỗ để giúp máu huyết lưu thông, khiến tử cung có bóp được tốt hơn, nhằm tống hết sản dịch ra ngoài. Đồng thời thì việc cho con bú, thường xuyên cũng giúp có bóp tử cung rất hiệu quả. Và trên đây là những chia sẻ về bí quyết làm sạch sàn dịch sau sinh. Hy vọng sẽ đem đến cho mẹ những thông tin hữu ích. Cảm ơn ba mẹ đã lắng nghe đừng quên bấm like và theo dõi trang để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng mình nha